có nên sử dụng Telegram Plus không? Khám phá ngay nào, vậy Telegram Plus là gì? Telegram Plus là một bản sửa đổi của ứng dụng chính thức và được xây dựng theo phong cách của Telegram. Nó hỗ trợ các chức năng hoàn toàn tương tự Telegram nhưng lại sử dụng màn hình đặc biệt của danh bạ. Người dùng không chỉ có thể thay đổi chủ đề của khách hàng mà còn có thể tùy chỉnh hoàn toàn lưu lượng. Sự tiện lợi của Telegram Plus là khả năng lọc chất lượng nội dung và cá nhân hóa phong cách của khách hàng. Với tính năng này người sử dụng có thể dễ dàng xem nội dung mà họ cho là quan trọng cách để tải Telegram Plus cách để tải Telegram Plus là vô cùng đơn giản, nó có thể được tìm thấy trên các cửa hàng ứng dụng và các trang web trên mạng. Bạn hãy làm theo các bước sau đây để tải nhé. Dành cho Android để cài đặt Telegram Plus trên Android bạn đơn giản chỉ cần vào cửa hàng ứng dụng sau đó tải và cài đặt ứng dụng về máy. Tiếp tục bạn cần đăng ký tài khoản và vào cài đặt của ứng dụng vào mục tùy chọn cài đặt thứ hai là sử dụng tệp APK cộng với trình nhắn tin. Trên máy tính trước khi tải ứng dụng Telegram Plus về máy bạn cần chỉ định phiên bản hệ điều hành của máy tính được cài đặt trình giả lập, sau đó đến Play Market qua trình giả lập và cài đặt ứng dụng trên. Com, lưu ý là phải tải Telegram Plus trong tệp APK nếu người dùng không muốn đăng ký tài khoản Google. Có nên sử dụng Telegram Plus hay không? Có lẽ bạn vẫn đang thắc mắc là nên sử dụng phiên bản nào thì câu trả lời là đối với giao tiếp cá nhân thì lời khuyên là nên sử dụng Telegram thay vì phiên bản Telegram Plus. Để duy trì phát triển hoạt động của kênh và trò chuyện nhóm thì một bản tăng cường như telegram plus thường sẽ được chọn để cài đặt còn đối với trường hợp ưu tiên độ bảo mật thì telegram plus không hề phù hợp phiên bản telegram plus còn được cho là phù hợp với những đối tượng đang hoạt động trên mạng viết blog quảng cáo hay gửi thư hàng loạt kết luận tùy vào cách sử dụng và mục đích mà bạn hướng đến mà bạn có thể chọn cho mình một phiên bản phù hợp cả telegram hay telegram đều là những ứng dụng tuyệt vời giúp bạn kết nối với những người xung quanh tạo nên các mối quan hệ tốt đẹp Mong rằng những thông tin mà bài viết cũng như Tool Marketing Pro mang lại sẽ giúp ích thật nhiều đến bạn nhé. Đừng quên truy cập nhiều hơn để biết thêm nhiều điều thú vị về Telegram nha. Tool Marketing Pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ai chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website toolmarketing.pro hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.